Kiếm đứa nào đi chơi coi, chán quá rồi. Sao em ngồi đi thẳng viên đường? Hay á. Thảo cầu viên, trời nóng như thế này thì thảo cầu viên nóng lắm. Giờ nóng đấu của hôi nè. Nóng hả? À, hay là bây giờ mình đi đập xe nước đi, chỗ đây có nước nữa, vui lắm á. Mình đi đập xe mấy lần rồi? 7 lần. Với lại cái quan trọng là Dịch không biết bơi, Dịch không bơi đâu. Chán vậy. Bây giờ mình đi Hàn Quốc đi mọi người. Đi Hàn Quốc trực tiếp đi, mới đi xong. Cái hè rồi cái. Cái nó vừa xa mà nó vừa tốn rất nhiều tiền nữa. Vậy giờ đi đâu ra? Cái đó đâu? Vậy giờ đi đâu? Thôi, mọi người không cần phải tranh cãi nữa. Ban tổ chức đã quyết định cuối tuần này sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm tại một khu vui chơi siêu hấp dẫn mà đảm bảo là trong team mình chưa ai biết cả nhà. Wow! Trời thì nước gì liền mới đi. Ok mọi người, và bây giờ thì chúng mình đã đến. Đúng lại, chúng mình đã đến Jump Arena. Có rất nhiều trò chơi luôn, chơi từ sáng đến tối luôn á. Đúng rồi, chơi hết hôm nay. Trong này có rất nhiều trò chơi luôn các bạn, chơi từ sáng đến tối luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nâng ly nào để nạp năng lượng trước khi chúng ta cần đốt cháy năng lượng trong trung tâm này nhá. Rồi. Uống su su cam ấy, kiểu bây giờ đã hè đang nóng mà uống bị cam vào nó thanh nó mát. Thanh lọc cơ thể. Ok rồi. Ok rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta đã nạp năng lượng rồi và các bạn hãy nhớ để lại comment xuống dưới xem các bạn sẽ thích trò chơi nào nhất nhá. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ vào trong này và cùng khám phá cho các bạn xem Jump Arena có gì nhá. Let's go! Dạ, chào mọi người. Trước khi mình tham gia vận động tại Jump Arena thì mình sẽ được hướng dẫn làm nóng và khởi động các khớp để mình chơi cho nó an toàn, thì tránh bị chấn thương khi mà tham gia chơi. Rồi, mọi người làm theo em nha. Rồi, ok, bây giờ tụi mình sẽ thi nhảy cao để xem coi ai là người giành cái banh này nha. Rồi, cuộc thi sẽ được bắt đầu. Em sẽ người giành cái banh trước chị. Chị sẽ người giành trước. Ok. Ủa? Tạm ơn. Yeah. Ủa, dễ rồi. Em chưa kịp đụng vô cái banh nữa. Ủa? Ủa nó dễ lắm mà nè. Ai à, nhảy đó mệt lắm luôn á. Nhờ may quá có bình nước. Còn bình nước của mình còn có thể. Ui trời ơi, đâu xài cái bình nước này á. Nhìn thay á, cái bình nước này như kiểu đồ chơi, cho xem thôi. À khoan, đây là bình nước của em, chị muốn chơi là sao? Thì của em thì cho chị mượn chị em với nhau, chẳng em không được xíu hả? Thì bình nước của em chưa, xịn không? Sao phát sáng được vậy? Trời, bình nước của em, ê trời mà lắc vừa thôi má. Này bình nước đó. Bình nước của em không chỉ để uống mà có thể phát sáng như đồ chơi gì đó. Nhưng mà làm sao để sở hữu nó? Trời ơi, vậy bây giờ chị uống sữa Su Hero lấy 24 thẻ đổi lấy bình nước này. Đó. Ok trời. Để chị đi uống luôn rồi còn cái này. Nè, hai bạn này trốn đây hả? À, đâu, em nghỉ mát anh. À nghỉ mát à? Đã, uống nước anh. Uống nước à? Mọi người đang chơi vui vẻ nhiệt tình ở trong kia như thế kia, hai người trốn ở đây hả? À đâu. Là tuần trời quay clip ngồi ở nhà không lao động, không vận động một cái gì hết, bị ngồi đây cho teo cờ. Đi đâu? Wow, mệt quá. Mệt quá, nãy giờ sung quá mọi người ơi. Nhưng mà vui nha. Vui đó. Vui đó. Nãy giờ chúng tôi thấy các bạn chơi chưa được nhiệt tình lắm. Vậy nên bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra một phần thưởng cực kỳ hấp dẫn cho đội nào xuất sắc vượt qua các trò chơi nha. Và phần thưởng cho đội chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay sẽ có cơ hội nhận được một chiếc iPad. iPad nữa nha. Rồi bây giờ chưa team đấu mọi người. Ai cũng về chung team với tôi. Không ai đó. Vâng, và chào mừng hai bạn đã đến với thử thách độ cao. Ở thử thách này các bạn sẽ tham gia trò chơi thăng bằng trên dây và để test độ can đảm. Người chơi không được la hét trong quá trình di chuyển trên đoạn đường trên không. Nếu ai đến đích trước thì người đó sẽ là người chiến thắng. Và hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Giờ anh muốn chơi trước hay là đem chơi trước? Bình thường thì anh sẽ thích chơi trước. Nhưng mà lady first, em muốn chơi trước thì em chơi trước, còn không thì anh chơi trước. Ok, em chơi trước. Ok, chơi xong chơi trước nha. Lady first nha mọi người. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thi đấu nha. Trò này gì đâu mà sợ. Ê ghê quá vậy, thôi tôi bỏ tao đi kìa. Thôi tôi làm công tác đây vậy trời. Ok, bình tĩnh. Gì mà tôi nguy hiểm, tao đi.
ok bình tĩnh bình tĩnh. Mẹ ơi xấu quá. Ok. Ôi tưởng gì đâu, mấy cái này dễ à. Chào Caro và Phong Cận. Bây giờ hai bạn sẽ đến với thử thách sức lực. Với thử thách này, hai bạn sẽ chinh phục một ngọn núi đá và lấy được hộp sữa su su đã được ban tổ chức treo ở trên vách núi. Ai lấy được hộp sữa trước sẽ là người chiến thắng. Wow. Lại giờ phải lên nó lấy đó hả? Trời, có nguyên hộp sữa đó luôn. Vậy là mình với bạn sẽ solo coi là ai lên nhanh hơn để lấy nó. Mới vừa chơi cái trò nhảy tưng tưng ngoài kia thấy người cũng hơi đuối đuối nhưng mà không sao, vẫn có thể làm được. Bởi vì sao, chúng ta là sức bền mà bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Sức bền mà. Rồi, chuẩn bị nè. Sẵn sàng chưa? 2, 1, let's go. Chấp leo trước luôn. Không có chấp leo trước kìa, lên đi. Của mình đi quay. Của ai cơ? Hả bạn? Của ai cơ? Của ai cơ? Của ai cơ? Của ai cơ? Của mình. Của mình. Của mình nào? Bên nào? No. Nó là của tôi. Của mình. No. Lấy được rồi. Tôi lấy được sữa su su rồi. No, hộp sữa là của mình. Khát nước quá cả nhà ơi, khát nước quá. Trời ơi, lâu lắm rồi á tụi mình mới chơi gọi là năng nổ tới vậy đó. Ừ. Nhưng là đi tập cái này dễ giảm ký nè. Ờ đúng rồi, cái này mình đi nó giảm ký rồi á. Nó bị cái nó vui hả không? Nó vui á. Nhưng mà bây giờ anh em mình gọi là nạp năng lượng rồi sẽ vô chơi tiếp làm, đi anh. Vô tiếp làm tí rồi là nước dễ khát đi. Này, sữa su su vị dâu có thật. Lấy 300 bốn chai vậy mùi quá. Uống nhiều xíu nó mới khỏe. Đúng vậy nè. Em chừa cho mấy bạn nữ trong tim mình đúng không? Uống tí ra cũng rồi á. Đúng rồi, mình chừa cho mấy nữ. 1, 2, 3 Go. Ngon. Trời ơi, trong công nhận là uống cái sữa này vô nó vừa thơm ngon mà nó còn có thạch nhai vui miệng lắm anh. Vậy sẽ thẻ Suhero ơi, dạo này thẻ Suhero thấy fan mình sưu tầm nhiều ghê luôn á. Ừ. Nhưng mà hình như dạo này thấy là trúng quà hơi bị nhiều luôn nha. Chứ còn gì nữa, chỉ cần là sưu tập đủ thẻ là chắc chắn là trúng mà. Tính ra nha, em thử vị cam cho nha, thử tí vị cam rồi, đi. Vị cam uống á, mùi cam thật đúng không? Nó thật. Đó, mà nó còn có thêm mấy cái thạch bên trong nó nhai hơi ngon. Thử miếng đi em ơi, mới liền. Đâu phải tự nhiên hôm nay tôi mua sữa su su cam nhiều đâu. Ê, cái vị cam này uống vô cảm giác nó sảng khoái lắm nha. Đúng rồi, có mà. Cho một cái nha. Ê, đi vô mọi người gọi kìa. Đi vô. Let's go. Chào mừng hai bạn đến với thử thách của chúng ta trong ngày hôm nay. Với trò chơi bóng rổ trên bạc nhún, hai bạn sẽ cùng nhau chơi trong vòng 5 phút. Và ai thảy bóng vào rổ nhiều hơn thì là người giành chiến thắng. Cùng hôn sẵn sàng để bắt đầu thử thách ngay nha. Sẵn sàng. Thì đi cái này đơn giản, tôi sợ mấy cái trò phải nhún cao nhảy cao. Trời ơi, em cao không chỉ nha. Không liên quan trò cao bạn ơi, không liên quan cái này là chắc chưa. Em chắc chắn á, thử thách lần này em thắng chị. Nhìn đi, nhìn quả bóng nè, màu cam màu tui. Rồi để xem. Ok, vô. Hay. Một bảo, bóng vào. Từ. Mới một à. Một bóng vào. Ảo vậy. Hai chạy. Vô. Một. Ây à. Ủa. Đã trải qua một ngày với rất nhiều thử thách ở Jam Arena. Bây giờ các bạn đang có cảm xúc như thế nào? Cảm xúc của mình là rất là mệt nhưng mà vui, rất vui. Mà chắc chắn mình sẽ là người thắng cuộc, vậy thôi. Ghê như vậy, ghê dữ ta. Để tôi nghe tôi nói ra, tôi có thể thua nhưng đồng đội tôi chắc chắn thắng. Cái gì không? Vậy thì bây giờ ban tổ chức sẽ tổng hợp số điểm của từng game. Rồi, số điểm là nghe nè. Nghe nè, lắng tai. Trận đấu đầu tiên là trận đấu giữa Sammy và Mr. Việt. Mr. Việt chiến thắng. Sao thắng thôi ấy? Không, cái này do là nam thì có lợi thế hơn. Đúng rồi, cái này nam có lợi thế hơn. Cái này là mình không có tự hào được, anh hiểu không? Đúng. Mình không tự hào. Ê, mình có cùng đội không vậy? Mình không có tự hào nhưng mà mình vẫn chiến thắng rồi. Rồi, chơi mình không có tự cao. Game đấu thứ 2 giữa Simi và Camui. Cái cân bằng này, cái là cân bằng này, hai bạn nữ nè. Người chiến thắng là Simi. Ôi, vui.
chơi cái gì vậy mui quá trời ơi chị con mui ơi rồi sao bình thường mui bảo mui mui nhường mà mui nhường hoài mới thua hoài chị chơi với lại xem hoài không thắng nữa trời ơi chơi với xem phải nhường xem chứ chị nhường em là đúng rồi hai thua là thua không có nói nhiều. Ok và game cuối cùng cũng là game hấp dẫn nhất thì chúc mừng Phong Trần. Phong Trần đi đi và xin chúc mừng bộ ba chữ sắp đã thắng hoàn toàn. Cái này người ta gọi là người ta gọi là ao trình ao trình ao trình có một từ dưới là ao trình. Có khi nào mình bộ ba thắng mà mình phải nói là do gọi là hơn xui nhưng mà xui thôi nhưng mà thắng ba trận liên tiếp thì cái này là người ta gọi là trình độ em mua dịch ạ trình độ trình độ. Và bây giờ ban tổ chức sẽ trao quà cho đội chiến thắng. Có thưởng thưởng gì đó thưởng gì đó. Đây chính là thẻ đội iPad của tôi nè. Chiếc thẻ may mắn đổi iPad này là ban tổ chức đã uống rất nhiều sữa trong quá trình chuẩn bị để có được đó. Các bạn nhớ ra tiệm tạp hóa để đổi nhanh nhanh nha. Chương trình sắp kết thúc rồi đó. Wow, trời ơi, cảm ơn tổ chức nha. I love you, I love you, I love you. Trời ơi, tụi tôi có thẻ đổi iPad đó mọi người. iPad, iPad, đó, iPad luôn đó nha. Buồn quá mà thế thì đừng thua không được gì hả? Nói chung mấy bạn à, đâu chỉ là có một cái thẻ iPad đâu, tụi mình có thể gọi là siêu tập thẻ để đổi quà đúng rồi. Đâu mà. Mấy bạn có biết không, nếu như bạn sưu tầm được 6 thẻ Suzu Hero á thì bạn có thể trúng được Yo-Yo hoặc là Rubik 3D nha. Còn nếu các bạn sưu tầm 12 thẻ thì các bạn có thể đổi được bản vẽ hoặc là bộ Bully. Và nếu như các bạn sưu tập được đến tận 24 thẻ, các bạn sẽ được đổi được ống đồng phát lộc này, hoặc là đèn phi thuyền này, hoặc là đèn LED 3D phát sáng nha. Wow, quá nhiều phần quà luôn nha. Đấy, muốn gì? Cố gắng về uống sữa đổi để được bằng bạn bằng bè thôi. Biết bọn mình tụi mình đi đổi nhá. Tụi mình đi đổi. Đây. Tao luôn đi. Buồn ơi.